Người đàn ông này vừa vào tù đã cả gan tấn công quản giáo, anh ta tháo giày đánh đối phương cấm xịt phát nào. Dù cho có bị dí dùi khui điện anh ấy vẫn không hề sợ hãi, đi trong trại gặp bạn tù là sẵn sàng động tay chân. Thì ra anh ta làm thế với mục đích được đưa đến khu biệt giam, nhằm ra tay giết một phạm nhân theo lệnh của tên trùm ma tuế. Hắn đã bắt vợ con để ép anh ấy làm việc cho mình. Cuộc sống nơi đây khổ cực như chó mà anh không một lời ca thán, dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ người thân. Bradley kéo một chiếc ô tô đến gara nơi mình làm việc. Ông chủ đang đợi anh ấy trước xưởng và muốn nói chuyện về điều gì đó rất quan trọng. Thấy sếp có vẻ căng, Bradley đoán rằng có điểm xấu. Quả nhiên sau đó ông chủ cho anh nghỉ việc vì khủng hoảng kinh tế. Mấy tháng nay gồng lỗ, giờ ông ấy đã chính thức cháy tài khoản. Bradley lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi xưởng. Về đến nhà anh thấy vợ đang ngồi trong xe nói chuyện với ai đó, nghi ngờ đầu có thể mọc sừng, Bradley liền lại gần nghe ngóng tình hình. Anh thú nhận với Laurent rằng bản thân vừa bị sa thải, và trong lúc trò chuyện Bradley đã phát hiện ra trên cổ cô ấy có dấu son môi. Cơn ghen lấn át khiến anh chẳng suy nghĩ được gì nhiều, mà tức giận giật điện thoại kiểm tra cuộc gọi. Thì ra Laurent vừa tâm sự với trai. Máu chó nổi lên, Bradley tức giận đuổi vợ vào nhà, rồi sau đó điên cuồng đập phá chiếc xe, kính chiếu hậu bị Bradley đấm cho tan nát. Chưa hạ hỏa anh tiện tay biến nó thành con mui trần. Sau khi trấn tĩnh, Bradley yêu cầu Laurent nói chuyện riêng, có phải em cắm sừng tôi và chuyện đó xảy ra từ khi nào? Laurent thừa nhận dù chồng không ăn trả nhưng mình vẫn ra ngoài làm quả nem. Cô đã ngoại tình với người đàn ông khác trong 3 tháng. Sự việc bắt đầu từ cái ngày Laurent sảy thai, cô ấy suy sụp mà Bradley luôn bận rộn với công việc chẳng lời an ủi động viên. Nghe đến đây Bradley lại thấy hóa ra lỗi do mình, anh bỏ qua lỗi lầm của vợ để làm lại từ đầu giống Huy lấm chân. Trước mắt Bradley cần nhanh chóng kiếm một công việc, chứ tiền không có rồi 3 ngày vợ chồng lại cắn nhau hơn chó. Vậy là dù lưỡng lự nhưng 8 tháng sau Bradley đã trở thành nhân viên vận chuyển ma túy. Anh giao một gói hàng cho tay buôn tại một căn hộ hạng sang, rồi lái xe trở về nhà. Làm ăn vào cầu, kinh tế gia đình anh cũng khấm khá hơn, bây giờ cuộc sống xa hoa chẳng thua bạn kém bè. Bradley chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi hoành tráng hơn. Tình cảm vợ chồng nhờ vậy cũng đi lên thấy rõ. Sau những đêm cày cuốc, Laurent lại mang thai. Khi đang tập thể dục với vợ tại nhà, Bradley bất ngờ nhận được điện thoại của Jean gọi đến. Một cuộc hẹn được sắp xếp ngay sau đó, Jean giới thiệu Bradley với người bạn của mình tên Eleaza. Anh chàng nhìn khá bảnh bao với mái tóc đen như vỗ mun. Điều quan trọng là anh ta có một đường dây buôn ma túy rất lớn tại Mexico. Eleaza muốn Bradley giúp mình một phi vụ quan trọng, chỉ cần làm xong tiền ăn chơi cả đời không phải nghĩ. Thực hiện cùng anh sẽ có 2 tên đàn em của Eleaza. Suy đi tính lại, Bradley đồng ý nhưng kèm theo điều kiện, mình sẽ chỉ huy và người của Eleaza phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Hai bên chốt kèo phi vụ ngay lập tức được triển khai. Đêm hôm đó, bọn họ tới một bến tàu. Việc của Bradley là lấy lại một gói ma túy được giấu dưới biển. Cả ba lên một chiếc thuyền nhỏ rong buồm ra khơi, đến địa điểm chỉ định Pedro phụ trách việc nặn xuống lấy hàng. Không mất nhiều thời gian, anh ta đã tìm thấy chiếc hộp lớn. Pedro dùng xà beng để mở khóa, chẳng mấy chốc đã thành công lấy hết ma túy trở lại thuyền. Bradley và Roman giúp anh ta cất hàng cẩn thận, sau đó họ cùng nhau trở lại bến tàu. Sắp vào bờ, Bradley ngửi thấy mùi thum thủm, nghi ngờ có cảnh sát mai phục nên anh ra lệnh cho Roman và Pedro ném hàng xuống biển. Tuy nhiên bọn họ từ chối làm theo và một cuộc chiến cọ sát đã xảy ra. Quả nhiên sau đó Roman và Pedro bị cảnh sát bao vây, họ buộc lòng phải nổ súng mở con đường máu. Chứng kiến sự việc từ xa, Bradley nhanh chóng quay trở lại thuyền. Tuy nhiên trên đường đi anh vô tình gặp phải một viên cảnh sát nhờ giúp đỡ. Để tránh bị nghi ngờ, Bradley liền giả làm thương nhân và sẵn sàng hợp tác. Trong lúc cấp bách anh đã nổ súng bắn Roman và Pedro, kết quả là Pedro chết do trúng đạn còn Bradley bị nhấc về đồn. Một thám tử tiến hành lấy lời khai của Bradley, mặc dù đã vận dụng hết sự lươn lẹo của bản thân, nhưng Bradley không thể qua mặt anh ta. Cuối cùng Bradley vẫn phải ra hầu tòa, anh bị kết án 7 năm tù vì tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Rời khỏi tòa án, Bradley bị đưa đến nhà tù trên một chiếc xe buýt. Giống như các phạm nhân khác, Bradley cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập trại. Bradley được một ông già tên Letty áp giải lên phòng giam ở tầng trên cùng. Khi đến nơi, anh gặp một quản giáo tên Andre, người phổ biến cho anh ấy những quy tắc của trại giam. Một trong số đó là tất cả các tù nhân phải ra ngoài và đứng trước phòng giam của mình khi có tiếng chuông reo. Đêm đến, Bradley vừa chợp mắt thì chuông kêu inh ỏi. Các tù nhân ngay lập tức đứng trước cửa phòng để giám thị kiểm tra. Trong khi đó tại nhà Bradley, vợ anh đang ngủ thì bỗng phát hiện có kẻ đột nhập. Laurent còn chưa kịp định thần thì đã bị hắn tấn công bằng một khẩu súng gây choáng. Cô ấy ngất đi và bị đưa tới một nơi bí mật. Ngày hôm sau trong tù, Bradley được yêu cầu đến văn phòng quản giáo. Denise thông báo có một bác sĩ khoa sản muốn gặp Bradley để thảo luận về những biến chứng Laurent có thể gặp phải khi mang thai. Bradley gặp bác sĩ Pellman vào ngày hôm sau trong phòng tiếp tân của nhà tù. Pellman hóa ra lại là người của Eleaza. Hắn đến nhà tù để thông báo cho Bradley biết rằng anh đã làm ông trùm của mình mất 3,2 triệu đô.
Belmont lấy ra một bức ảnh Laurent đang ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền và hai tay bị trói, cho Bradley xem kèm theo lời đe dọa sẽ phá hủy tử cung của Laurent nếu anh không làm theo yêu cầu của Eleazar. Cuối cùng họ đã đạt được một thỏa thuận, Bradley phải chuộc lỗi bằng cách giết một tội phạm tên là Christopher Brick, người đang chịu án chung thân ở phòng giam 99. Sau khi trao đổi xong, Bradley được quản giáo đưa trở lại phòng. Lúc chuẩn bị bước vào, anh ấy bất ngờ cởi giày tấn công Andre. Bradley cố tình gây náo loạn để được chuyển đến khu biệt lập nhằm tiếp cận Bridgel. Tuy nhiên lính canh nhanh chóng có mặt khống chế Bradley. Cảm thấy rắc rối mình gây ra chưa đủ lớn, Bradley tiếp tục tấn công lính canh khi bị áp tải. Cuộc chiến xảy ra và Bradley nhập vai như thật. Chỉ đến khi bị dí cho cái dùi cui điện, Bradley mới chịu an phận. Với việc nổi loạn, anh ấy đã bị chuyển đến khu vực Redlick theo đúng ý. Khi Bradley đến nơi, anh ngay lập tức bị quản giáo cảnh báo. Ở đây hệ thống an ninh hoàn toàn khác bọt, nếu Bradley có ý định gây rối sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề. Thế nhưng Bradley nào có ke, anh nhanh chóng để quản ngục kiểm tra, rồi sau đó ngoan ngoãn tới phòng giam số 59. Nhưng rồi Bradley dần thấy hối hận khi nhìn tình trạng tồi tệ trước mắt, không gian tối tăm bẩn thỉu bốc mùi vô cùng khó chịu. Anh phải cởi áo bịt mũi lại đối phó tạm thời. Sau khi nằm trong phòng giam một thời gian dài, Bradley được cai ngục cho ra ngoài 60 phút hít thở không khí trong lành. Anh ấy liền tận dụng thời gian tìm tung tích của Brick, gặp một phạm nhân trẻ tuổi tên Derek. Anh ngay lập tức ăn câu chuyện rồi hỏi dò nhưng không thu lại kết quả gì. Bradley tiếp tục di chuyển đến chỗ nhóm người đang tập thể dục. Quả nhiên một trận chiến xảy ra ngay sau đó. Có điều với bản lĩnh của mình, Bradley dễ dàng hạ gục đối thủ, từng thằng một nằm xuống thay nhau đo đất. Cai ngục phát hiện ra cuộc ẩu đả liền nổ súng cảnh cáo. Bradley không nghĩ nhiều liền đơm luôn anh ta. Cứ như thế Bradley bị mang đến khu vực tồi tàn nghiêm ngặt nhất của nhà tù. Quản ngục còn cẩn thận bịt mắt phạm nhân để họ không thấy đường đi. Đến nơi Bradley mới nhận ra nơi này nằm biệt lập dưới lòng đất. Trước khi vào phòng giam, anh được mặc cho cái áo chống điện. Dưới sàn nhà mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi. Đây đúng là địa ngục mà bất kể tù nhân nào cũng không muốn đến. Trong khi đó sức khỏe của Laurent đang rất yếu. Cô bị nhốt tại một nơi kín như bưng thiếu không khí trong lành. Một người đàn ông đến từ Hàn Quốc có mặt với vai trò là bác sĩ phá thai. Tuy nhiên họ chưa thực hiện mà mới kiểm tra sơ bộ. Trở lại nhà tù, Bradley lúc này lâm vào tình trạng bế tắc. Anh la hét gọi cái tên Christopher Brick. Phạm nhân phòng bên cạnh nghe thấy liền lên tiếng rằng không có ai tên là Christopher Brick ở đây. Không lâu sau, cai ngục đến truyền cho Bradley ít điện lưới. Anh co giật rồi khập khiễng bước đi. Cai ngục nói với Bradley có một số tù nhân muốn gặp, rồi dẫn anh tới một tầng hầm. Bradley không thể ngờ rằng Eleazar lại xuất hiện ở đây. Yêu cầu giết người tên Bridge của bác sĩ Belmont chỉ là thuyết âm mưu, mục đích để Bradley tự mò đến đây cho Eleazar có thể chút giận. Eleazar nói rằng mình đã mất 3,2 triệu đô la vì hành động của Bradley mà bản thân bị tống vào tù. Bradley bị tra tấn liên tục cho đến khi thoi thóp thở không ra hơi. Cuộc tra tấn kết thúc, Bradley bị lôi trở lại phòng giam. Biết còn củ nhây nữa tính mạng vợ con sẽ bị đe dọa, Bradley ngay lập tức hành động không một chút chậm trễ. Khi bị đưa đi ăn hành lần nữa, Bradley đã chủ động tấn công đám tay chân của Eleazar. Trong thoáng chốc bọn chúng đã nằm như đống cát, chỉ còn lại Eleazar đứng vững do anh ấy có việc cần đến hắn. Bradley bóp cổ yêu cầu Eleazar nhắn tin cho bác sĩ Belmont hủy việc phá thai, đồng thời đưa Laurent đến nhà của Jean. Ban đầu Eleazar còn tỏ ra lì lợm, nhưng khi bị đánh gãy một chân thì ngoan như cún. Hắn biết rằng giờ không làm theo thì khó giữ cái mạng để tiếp tục sự nghiệp xé lịch đếm ngày. Bên ngoài, Laurent đã được đưa đến nơi an toàn. Jean nổ súng bắn chết hai tên bác sĩ bệnh hoạn. Nhận được tin, Bradley thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với vợ xong, anh liền bảo cô ấy đặt điện thoại vào bụng để có đôi lời nhắn nhủ cho con. Anh hy vọng con lớn lên sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, đừng như cha va với pháp luật. Bradley trông rất buồn vì biết sẽ không bao giờ gặp lại vợ con. Sau khi tắt điện thoại, anh quay trở lại phòng giam. Biết để Eleazar sống thì sự an toàn của gia đình sẽ bị đe dọa, thế nên anh đã lấy đầu của hắn làm bóng đá. Quản giáo của nhà tù đến chứng kiến sự việc liền cho Bradley xuyên táo, kết thúc cuộc đời anh ấy trong phim. Dù tài giỏi là thế nhưng Bradley vẫn chịu cái kết bi thảm, bởi vậy dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tránh xa ma tuế. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.